Vâng, vườn mai chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, thì trước mặt cả nhà đây là một cây cúc hoa hồng thanh tú của bên vườn mai nhà em. Thì cái loại này á cả nhà, cái đọt nó đỏ như thế này nè, cả nhà nhìn thấy ha. Thì trong cái quá trình, trong cái thời điểm như thế này á cả nhà, thì nếu mà chúng ta muốn làm giống á, muốn cho nó nhảy tược nhiều thì chúng ta nên rong lá nha. Rong lá cắt tỉa như thế này rồi tưới kích rễ vào thì nó sẽ ra đọt như thế này ha. Còn bằng không thì nó sẽ làm nụ nha cả nhà. Thì cái này là em để làm giống chứ không phải để chơi Tết, cho nên là trong cái thời điểm này là tất cả các cây cả nhà nhìn em rong lá nè, để cho nó ra tược rất là đẹp, cả nhà nhìn thấy ha. Đó, đây là cái hoa hồng thanh tú nè. Đây em sẽ quay cận cảnh cho cả nhà mình cùng xem. Đó, cái đọt nó đỏ rực luôn á cả nhà. Nó đỏ tươi luôn. Rồi. Làm mồi cho mấy con sâu rồi cả nhà. Cái này chúng ta phải canh xịt sâu ha, tại do nhiều quá bên vườn em làm không có xiết cả nhà. Đó, còn về cái bông ha, là nụ nè, cả nhà nhìn thấy cái nụ nè, nụ nó ú nu luôn cả nhà. Và bên em thấy có mấy cái hoa nè, hoa của nó thì cái cánh tròn ha, nó tầm khoảng 30 mấy cánh. Đó, ở dưới đây cũng có một cái đó, rất là đỏ, rất là đẹp cả nhà. Đây ha, nè, trời ơi nè, cả coi như nè, đó ung chùm không, và đặc biệt là không rụng nụ nha cả nhà, không rụng nụ nha. Đó, thì cái hoa này nó cũng to cỡ 3 ngón rưỡi tay chứ không ít. Tuy nhiên thì cái này là do chúng em lãi lá rồi này kia hết rồi, thành ra thì cái hoa của nó không có lớn lắm đâu ha. Này nọ là nụ gió mà, lâu lâu nó mới ra mà. Đó, đó, đây chính là giống cúc hoa hồng thanh tú nha. Ai thích cái loại giống này thì xin hãy theo bước chân em ha. Em bên em có nhân giống ra cả nhà, thì cũng là cái cây này lấy ra ghép nè. Xin mời cả nhà chúng ta cùng xem nha. Cả nhà ơi, vừa rồi em có giới thiệu với cả nhà một cái cây hoa hồng thanh tú của em á. Cái hoa vừa đẹp mà cái lá thì đỏ rực luôn ha. Thì bây giờ em có xin giới thiệu với cả nhà giao lưu một số cái mai giống nha. Cả nhà nhìn thấy đây. Đó, khi già thì nó sẽ xanh và khi non thì nó đọt đỏ nha cả nhà. Và đặc biệt cái lô này thì bên em đã uốn dây và tạo một cái dáng lông hết. Cả nhà nhìn thấy rất ok luôn á. Rất là đẹp luôn. Rễ thì cũng ok luôn cả nhà. Đây, cả nhà nhìn thấy ha, tất cả đều vô dây nha. Này về chúng ta chỉnh dáng lông hết cả nhà. Đó, cây như thế này nè, cây rất là khỏe, đọt ra nè. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Rồi thì có trái bí nữa cả nhà, có trái bí ha, trái bí 3-4 mắt gì đó. Rồi tùm lum kiểu hết luôn. Đó, đây nè, cả nhà nhìn thấy em vô cái thân giữa để tạo một cái dáng lông á cả nhà, uốn éo đồ luôn ha. Đó, đây. Đó, cả nhà nhìn thấy nha. Loại này thì em bán có giá 120.000 cây thôi cả nhà. Nếu mà chúng ta lấy 3 cây thì bên em sẽ bao ship nha. Cả nhà nhìn thấy em vô dây nha, chịu khó vô dây hết cả nhà. Vô dây thứ nhất là gửi lên cho nó đừng có gãi, thứ hai là tạo một cái dáng giống như dáng lông hết cho chúng ta ha. Và chúng ta muốn chỉnh sửa gì nữa thì cũng được, nhưng mà em thấy là chỉnh sửa cái này là dáng lông hết rồi cả nhà. Đó, đó chính là giống hoa hồng thanh tú, giá 120.000 một cây nha. Nếu mà chúng ta lấy 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Đó, cây rất là khỏe nha cả nhà. Đây, khi giao thì em sẽ lựa những cái cây ok để em giao cho cả nhà luôn ha. Đó, cả nhà nhìn thấy em vô dây nè. Đó, cây cao khoảng 2 tấc mấy nha, 2 tấc mấy hết nha cả nhà. Đó, có một số cây, một số cây thì nó đã ra nhánh như thế này ha, cây rất là đẹp. Rồi giá thì chỉ có 120.000 một cây thôi nha. Nếu chúng ta lấy 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha cả nhà. Rồi hàng bên đây chính là hàng cúc hoàng hậu đây. Cúc hoàng hậu thì cái loại này hoa của nó là bông chùm rất là đẹp. Em cũng đã vô dây hết cả nhà. Vô dây hết, chỉnh được cái dáng lông ha. Thì cây này em cũng bán với giá có 100.000 một cây thôi nha. 100.000 một cây, nếu chúng ta lấy từ 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển luôn ha. Đó, đó chính là các cái giống mai bên vườn mai nhà em đó cả nhà. Rồi, hàng tiếp tục bên đây chính là cúc 4 lông cả nhà. Loại này thì cây to nha, cúc to luôn. Nó cây cao khoảng 50-60 luôn cả nhà. Đó, loại này thì em bán với giá chỉ có 125.000 cây nha. Cái cây cũ nở dữ lắm. Đó, đây cả nhà nhìn thấy nè. Đó, cao khoảng 50-60 luôn và đang tạo nụ cả nhà. Giờ chúng ta vô phân tạo nụ xíu nữa là ok luôn á. Đó. Rồi, đây chính là cái cúc tương lông chơi Tết nha. Loại này thì em bán với giá là 125.000 cây nha cả nhà. Nếu chúng ta lấy 3 cây thì bên em cũng bao ship luôn nha. Hàng bên đây tính là hàng mai tự sắn đây. Tự sắn này em bán với giá 100.000 một cây nha.
ổi cây á cả nhà, nó mọc ù luôn á. Đó, đây ha. Nè, đó, rất là đẹp luôn nha. Loại này thì bán giá 100.000 cây. Em số lượng em chứ cũng còn vài ngàn cây á cả nhà. 100.000 cây, 3 cây thì bên em bao ship nha. Đó. Rất là nhiều cái giống mai bên vườn mai nhà em. Nếu mà ai thích loại nào thì xin hãy alo nhé cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.